Vâng, xin được kính chào quý anh chị quay trở lại với Vũ Tới Ô Tô. Có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại của em là 0977500055. Hôm nay bên em lại về một mẫu xe Toyota Innova Venturer được sản xuất 2018, xe biển tỉnh, chạy 7.9 full lịch sử hãng nhé quý anh chị nhá. Cụm đèn trước này, mặt ca lăng của chiếc xe này. Vâng, đèn một chủ từ đầu quý anh chị nhá. Là răng được sơn đen 16 inch với lại lốp theo xe như lốp thì chủ xe đã ưu ái nên một dàn lốp mới. Chủ xe rất là yêu thích xe. Nội thất của ghế của xe đây ạ. Vâng, ở phía sau này hơi mưa. Đây khoang hành lý của chiếc xe. Với chiếc xe đã qua sử dụng như này thì xin cam kết với quý anh chị về chất lượng xe, sản phẩm xe bên em một chiếc xe không bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Và giấy tờ đăng ký pháp lý của chiếc xe này là hoàn toàn là rõ ràng 100% nhé quý anh chị nhé. Chiếc xe này em vẫn hỗ trợ trả góp cho quý anh chị lên đến 70%. Quý anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em khoảng 200 triệu là có thể lấy chiếc xe này về rồi. Chạy 7.9 zin nhé quý anh chị nhé. Vô năng bọc da, màn hình Android và dán phim cách nhiệt, keo chỉ thì nguyên zin nhé quý anh chị nhé. Chiếc xe này em đang bán là 675 triệu, vẫn hỗ trợ và thương lượng với quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Xin kính chào lại quý anh chị.